bạn, với tình hình thời tiết thì ngày càng nóng bức và không khí thì ngày càng ô nhiễm như hiện nay, thì có một chiếc máy lạnh sẽ giúp chúng ta có được không gian mát lạnh, vừa hỗ trợ lọc sạch không khí tốt hơn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chiếc máy lạnh của Samsung có mã sản phẩm là AR10 RISTAURNSV. Hãy theo dõi video ngày hôm nay để biết thêm thật nhiều thông tin chi tiết của sản phẩm này nha. Điểm nhấn đầu tiên của chiếc máy lạnh này khiến nhiều người phải chú ý đến nó là nó có ngoại hình khá là đẹp mắt. Thân máy được thiết kế với nhiều đường nét mềm mại nhờ những đường bo cong ở các góc. Toàn thân máy vẫn là một màu trắng quen thuộc, nhưng có điểm nhấn là một đường viền màu xanh dương đậm chạy ngang mặt trước của máy phía trên miệng thổi gió. Điều này giúp chiếc máy lạnh bớt phần đơn điệu, nhìn đẹp mắt và thời trang hơn, góp phần làm cho không gian nội thất có nét trẻ trung và hiện đại. Trên nhà lạnh của sản phẩm này thì không có màn hình hiển thị nhiệt độ. Điều này thì khá tiếc vì nếu có thì sẽ tiện dụng hơn rất nhiều trong việc điều chỉnh máy lạnh. Bù lại thì hãng cũng trang bị cụm đèn báo bên góc phải của máy, giúp hỗ trợ quan sát quá trình hoạt động của máy được dễ dàng hơn. Da nóng của máy thì được thiết kế gọn gàng, chắc chắn, vì vậy rất dễ để lắp đặt ở nhiều vị trí bên ngoài. Chiếc máy lạnh này có công suất một ngựa và đây là công suất rất phù hợp với những căn phòng dưới 15m² như phòng ngủ nhỏ, phòng trọ, khách sạn hay là nhà nghỉ. Còn nếu phòng nhà bạn rộng hơn thì có thể chọn mẫu 1 ngựa rưỡi với mã sản phẩm là AR13 RISTAURNSV. Để bắt đầu sử dụng chiếc máy lạnh này một cách hiệu quả nhất thì sau khi khởi động chiếc máy lạnh, rất nhiều người thích chọn chế độ làm lạnh nhanh. Khi chọn chế độ này, máy lạnh sẽ hoạt động với công suất cao nhất, nhờ vậy có thể thổi ra hơi lạnh nhanh và mạnh, giúp căn phòng mau chóng đạt được mức nhiệt độ đã cài đặt, xua tan bầu không khí nóng bức và mang lại một không gian mát lạnh đầy sảng khoái. Nó cũng có chức năng comfort, giúp thổi ra các luồng gió nhẹ nhàng, dễ chịu, hướng luồng gió lên trần nhà, tránh thổi trực tiếp vào người, giúp chúng ta có thể cảm nhận sự mát mẻ một cách thoải mái nhất và không bị lạnh quá gắt. Khi dùng máy lạnh thì không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cho cả gia đình, mà có những lúc trong phòng thì chỉ có một mình chúng ta mà thôi. Và những lúc như thế thì chúng ta không nên mở máy lạnh với công suất quá lớn vì như vậy sẽ rất là hao điện. Và trên chiếc máy lạnh này thì Samsung có trang bị thêm một chế độ rất hữu ích, đó là chế độ một người dùng, single user. Với chế độ này thì máy lạnh sẽ tự động điều chỉnh công suất phù hợp với một người dùng. Nhờ vậy mà nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất tốt nhưng vẫn đảm bảo không gian làm mát thoải mái cho chúng ta. Và nhắc đến khả năng tiết kiệm điện thì đây là một thế mạnh của chiếc máy lạnh này vì nó đã được Samsung trang bị công nghệ Digital Inverter. Với máy nén 8 cực và cảm biến thông minh, động cơ inverter có khả năng tiết kiệm điện rất tốt, giúp chúng ta có thể yên tâm sử dụng máy lạnh mà không quá lo lắng về tiền điện mỗi tháng. Ngoài ra, công nghệ Digital Inverter cũng giúp cho máy chạy rất êm, giảm tiếng ồn, mang lại giấc ngủ ngon và sâu hơn. Đồng thời, công nghệ này cũng giúp máy lạnh được bền bỉ hơn rất nhiều, tăng tuổi thọ cho sản phẩm. Với khả năng tiết kiệm điện tốt, sản phẩm đã được cấp tem chứng nhận tiết kiệm năng lượng chuẩn 5 sao của Bộ Công Thương. Để làm lạnh tốt và hỗ trợ tiết kiệm điện hiệu quả hơn, thì chiếc máy lạnh này đã sử dụng ga R32. Đây là loại ga máy lạnh cao cấp hàng đầu hiện nay. Nó không chỉ giúp tiết kiệm điện và làm lạnh tốt mà còn rất tốt cho sức khỏe và không gây hại cho môi trường. Không chỉ có khả năng làm lạnh không khí hiệu quả, chiếc máy lạnh này còn là một thiết bị hỗ trợ chúng ta làm sạch không khí. Bên trong nhà lạnh được trang bị màng lọc kháng khuẩn. Nó giúp hạn chế bụi bẩn và vi khuẩn, giúp thổi ra luồng không khí vừa mát lạnh vừa sạch sẽ, góp phần bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình chúng ta. Với hiện trạng không khí đang khá ô nhiễm như hiện nay thì chức năng này là điều vô cùng cần thiết. Thêm một ưu điểm nữa của chiếc máy lạnh này khiến khá nhiều người thích, đó là nó có độ bền cao. Samsung đã trang bị bộ 3 bảo vệ tăng cường cho da nóng bao gồm chống sốc điện, sốc nhiệt da nóng, giúp động cơ vận hành ổn định dưới tác nhân từ môi trường và dòng điện. Bộ điều khiển Controller Protector đảm bảo cho dòng điện ổn định, tránh sốc điện, chống ăn mòn, ngăn chặn nguy cơ rỉ sét ăn mòn. Nhờ vậy mà có thể giúp máy lạnh trở nên được bền bỉ và nâng cao tuổi thọ sử dụng theo thời gian. Ngoài ra, dành lạnh còn có chức năng tự làm sạch, giúp máy luôn được sạch sẽ, chống bám bẩn hay phát sinh vi khuẩn, giúp máy hoạt động ổn định hơn. Máy lạnh Samsung Inverter 1 ngựa AR10 RISTAURNSV. Thiết kế mềm mại, màu sắc thời trang, vận hành êm ái, ổn định và rất tiết kiệm điện với công nghệ Digital Inverter. Chế độ một người dùng tiết kiệm điện nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái cho người dùng. Bộ 3 bảo vệ tăng cường giúp da nóng bền bỉ với thời gian, chống ăn mòn. Chức năng tự làm sạch tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí làm vệ sinh da lạnh. Ga R32 tốt cho sức khỏe, bảo vệ môi trường.
Với một thiết kế đẹp mắt, rất nhiều chức năng tiện dụng và đặc biệt là khả năng tiết kiệm điện thì chiếc máy lạnh này phù hợp với rất nhiều gia đình. Nếu như các bạn yêu thích sản phẩm này thì hãy gọi ngay về tổng đài 1800 1061 hoặc truy cập vào website điệnmaysanh.com để đặt hàng nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Ưu đãi khi mua sản phẩm tại Điện Máy Xanh: hỗ trợ trả góp, miễn phí công lắp đặt, lỗi là đổi mới trong 1 tháng tận nhà. Đổi trả và bảo hành cực dễ, chỉ cần số điện thoại. Bảo hành chính hãng máy lạnh 2 năm, có người đến lấy tận nhà. Bảo hành remote 2 năm, máy nén 10 năm.